Oh, có một con dơi đang bay các bạn ơi nó sẽ dễ bảo vệ này nha để con dơi nó tấn công mình đó oh, ý, <laughs> ông mới gã tiêu diệt con dơi nha các bạn thì <laughs> ơ ừ, nó rút về rồi ông mới rút vô về nha chị thắng nha tiếp bọc có hai sao rồi tơi bọc nha các bạn cái gì đây Ồ oh, một cái hình nhân vật mới không biết gì luôn rồi bỏ qua nha thôi bây giờ cái con ong nó nó bay trên đó các bạn ơi ấy cậu sao mình vẽ cái vòng tròn vậy ta à nó đẩy xuống đó thôi ông có nó, 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 tấn công vô các bạn ơi nó gần gần đây nè thôi ê chị ô oh, chị thắng nha các bạn ông nó lủi 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 vô nhưng mà nó không có lủi vô được nha mình cái vòng bảo vệ của mình an toàn nha giữ luôn ha ô ô hồi hai con hai con dơ luôn các bạn ơi mình sẽ bảo vệ người ngoài hành tinh nha ê à. <laughs> Dễ bị gớ rồi các bạn ơi Lại nha Rồi bây giờ sẽ bảo vệ bạn chó Bạn chó à Đó Rồi bạn chó gung sợ nha Ê rồi ăn muốn nó len vô được ta hay vậy ta Mình sẽ dễ như thế này nha các bạn Ê. Đó Đó Nhà giống như số 3 ngược nha các bạn ơi Đó Rồi quên ấy cái chìa khóa rồi uổng quá Mình quên vẽ ngay chìa khóa lấy được chìa khóa rồi các bạn ơi là mất cái chìa khóa rồi nhưng mà vẫn chiến thắng nha các bạn Vẫn chiến thắng về hai sao nha Tiếp tục Đâu rồi Cái gì đây Ô oh, mặt mặt cái con gì các bạn ơi Hỏi cái gì mà quay vòng 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 rồi sao dễ đây ta Ngày này có vẻ khó các bạn ơi Mình sẽ trẻ như thế này thử nha Ê rồi nó gớt luôn rồi nha, nha. Nó gầu rồi. ai, mà... ai bên nó gớt hết các bạn ơi Sao dễ được ta Ê hình như đây nó có xây được các bạn ơi Uh, hay không được hả? Mình sẽ vẽ lại Ê Ô oh. Ô oh. Hình như mình phải vẽ dính vô cái 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 cục xanh xanh này cho nó say say nè các bạn ơi Từ từ nha Mấy nào bảo vệ cái bạn chó nè Đó Đó Rồi bảo vệ bằng người hoàn tinh Đó đúng rồi các bạn ơi Yeah Có hộ tiêu diệt hai con dê nha Hừm <laughs> hừm Yeah chiến thắng <là> các bạn không <laughs> Không bao giờ vô được cái vòng tròn của mình nha Hừm <laughs> à, Có một sao thôi các bạn ơi chiến thắng nhưng mà được một sao thôi các bạn ơi uổng quá tốt nha ủa vậy được bảo vệ luôn rồi khỏi cần vẽ hết ta vẽ vậy đại đi vẽ đại một cái các bạn ơi để cho nó không có đẩy xuống mương nha đẩy xuống nước nha mình nói hai cái đó lại cho nó không có đẩy xuống nước được chiến thắng luôn thôi ngon nó bệt bơi à, thôi cái gì vậy thôi, thôi ngon, thôi. thôi thôi con dơi nó bay qua tấn công mình các bạn ơi thôi ký tác mình, không có nếu rồi mình bảo vệ con dơi không có cho nó rớt xuống nước mà mình nó còn tấn công mình nữa các bạn cho nó rớt xuống nước luôn ghét thôi mình bảo vệ nó mình hỏi cho nó rớt xuống nước mà nó bay qua nó, nó chích mình á bó tay bởi vì phải rớt xuống nước thôi rồi tiếp tục nha các bạn quà wow. cái này vẽ ta chỉ mình vẽ cho nó các bạn đó ô vẽ cái bánh xe lăn xuống bảo vệ các bạn ơi Xe màu tiếng bảo vệ bảo vệ nha. ông <laughs> tấn công quá tài nè. Rút <laughs> về đi. Ồ các bạn ơi được ba sao luôn hay gì đó. Yeah. Ừ, nó đọc nha. Què cái gì đây? Ô mặt mặt con ớt mặt cái bạn gì giống mặt ớt quá các bạn ơi. Rồi. Mình sẽ vẽ cho cái bánh xe màu, màu 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 tím này nó lăn vô nữa nha. rồi à, sao hở một chút vậy? <laughs> hở một chút các bạn ơi. Đó, đó, à, ít gì vậy? Ờ à, nó không lăn vô mà nó lăn ra các bạn ơi. Cái giấy. Mình, 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 vẽ cái vòng gì nè, đó. đó. trời ơi, gì vậy? Ngon cho ta. Mình sẽ vẽ giống như là cái hình cái chữ giống như nãy các bạn chữ là coi. Trời ơi, nó không đẩy vô mà nó đẩy ra nữa rồi. Rồi các bạn mình sẽ kinh nghiệm mà nha, mình sẽ vẽ như vậy luôn nha. Đó, chuyển la luôn. Rồi nó không nghiêng vô ta lại nha các bạn mình sẽ um, móc dịch đó đó được rồi đúng rồi các bạn ơi dễ yeah. vòng 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 nghiêng nghiêng vậy nha công công vậy nha thôi ăn mới về tổ luôn rồi kìa yeah, chán sao luôn các bạn ơi dễ yeah. <laughs> đọc nha ô oh, có cái cái nón cái mũ cái gì đó mũ có sừng rồi hai cái bánh xe màu tím mình sẽ mình sẽ cho một cái lần giữa thôi rồi đó đẩy qua hai bên luôn nha các bạn đẩy qua hai bên để bảo vệ hai bạn ở hai bên nha thôi <laughs> ông tấn công hết trời nhưng mà nó cuối cùng không tiêu diệt được mình nha ba sao luôn các bạn ơi có dữ thôi tiếp tục nha ô oh, ồ oh, mặt mặt bạn xanh luôn đẹp quá hello chào bạn nghe rồi bỏ qua bạn luôn nha rồi bây giờ oh, có gì khác các bạn ơi à chìa khóa nè đó ô bảo vệ nha các bạn <laughs> vậy là bảo vệ là, kín kính mít hết rồi nha ông không có nào bay ba vô được cái con ơi <laughs> yeah. sáng khoe tiếp bột vùng bả sao luôn nha các bạn bốc luôn thì coi coi nha mà tiếp theo là gì đây đó oh. mình sẽ dễ giống như nãy các bạn ơi mình mình chặn hai cái hai <laughs> hai cái hai cái ống cống này ông nó bóng bay ra được các bạn ờ ừ, nó đẩy lên nè nó đẩy lên mà đẩy không nổi đó các bạn <laughs> rồi cuối cùng nó đã về tổ rồi nó nó bay ra không được các bạn ơi bé sao luôn các bạn yeah tiếp tục tiếp tục bỏ qua nha rồi ơi anh gì một bạn ở trên một bạn ở dưới ừ cái này mình có um, giá được hai lần nha các bạn một lần nè bởi giờ sao bảo vệ bạn này ta ô oh, đỡ các oh, ơi vậy được rồi nha yeah ô ao tấn công kìa về tỏ đi ô các bạn ơi chiến thắng nha ba sao luôn nha yeah ba sao luôn các bạn ơi ây có, có hình mới nè hình gì đây hình giống như hình con gấu vậy các bạn ngài bảo qua nha ờ uh, thôi nhiều bánh xe một tiếng như ta ờ oh, một đống bánh xe một tiếng luôn các bạn bánh nhỏ nhỏ hả nãy bánh bự nhiều bánh nhỏ trời cái bàn ong này mà nó chui vô tới đây luôn các bạn chui vô tới đây luôn mà nhưng mà cuối cùng nó không chen vô được nha mình sẽ mở những cái gương kho báo này thu hoạch tiền nhóc luôn các bạn ơi Cái theo bả sao nha các bạn Cái theo nha đã đỏ qua luôn rồi qua cái này có một lần thôi các bạn dễ được có một lần à ít gọi cái gì bởi vậy thì có bạn 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 ở giữa thôi các bạn giờ mình sẽ vẽ một cái lần dài hơn chút rồi không được ta đó, rồi lại là bảo vệ được hai bạn hả các bạn ơi còn một bạn bên đây bị bị chết rồi mình sẽ vẽ thử coi mình vẽ chữ tào giống như chữ tào thử coi xem sao sao các bạn nó ít trời ơi vẫn là hai bạn các bạn ơi Bảo về được hai bạn à họ biết rồi đó mình sẽ vẽ ở dưới nha quanh đó mình sẽ vẽ ở dưới chứ không vẽ trên đó, ít trời rồi Sao cái bên đây nó không, không bay qua đây ta Sao Sẽ để lại lần nữa thôi coi nha các bạn Hây, Đó Đó, ít trời giờ bên ở dưới nó hở Ít rồi Giờ ở giữa nó lại hở các bạn ơi Lại chút nữa nha các bạn Nó gần đúng rồi đó Đó Có anh, là... trời ơi Nó không chạy qua Nó không có bay qua kìa, nó không bay qua tới thử lần nữa nha nó 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 thôi giỏ có hai sao rồi các bạn ơi nhưng mà bảo vệ là thành công được rồi nha hai sao nhưng mà bảo vệ được ba bạn luôn các bạn ơi chiến <laughs> thắng nha yeah hai sao nhưng mà bảo vệ được ba bạn luôn á quá dữ tiếp theo ồ cái gì ồ ồ bạn gấu bạn gấu trúc kìa ê ơi bây giờ người ta chỉ mình vẽ cái vòng tròn này nè các bạn Nó quá cái gì vậy các bạn này tỉnh dậy rồi xong Bay đâu mất tiêu luôn. á <laughs> tỉnh dậy cái bay đâu mất tiêu luôn các bạn. Mình phải canh cho ngay cái cái dòng ngay đó bấm cái đó vô các bạn ơi. Lắc qua lắc lại luôn nha. Ờ <laughs> bảo vệ, cái vòng tròn là họ không có con nào bay chung vô được nha các bạn. sáng <laughs> nha. Yeah. Tốt. Để coi coi. Ôi hai sao nha các bạn. Bỏ qua luôn nha. Oh bây giờ mình sẽ vẽ cái vòng tròn giống như nãy các bạn mà mình lấy cái chìa khóa luôn nè đó chuẩn bị bạn này chuẩn bị tỉnh dậy nha chuẩn bị 1, 2 dậy đi đó rồi chỉ là màn này chiến thắng rồi các bạn ơi bỏ làm chiến thắng luôn á đó không à, Bây giờ mình vô được cái vòng tròn nữa trên á ừ, hai 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 con bị mắc kẹt lại luôn nè tiếp tục rồi sao có hai sao ta kỹ ta rồi bỏ qua nha Ê, bây giờ là cái gì mà vẽ dẻ... mình sẽ vẽ chút gì nữa đó. À, các bạn cỡ dễ mà này có dễ dễ các bạn ơi mà này dễ dễ xíu vậy à Hello các bạn ông nghe ôi ba bạn bị mắc kẹt lại luôn nè à. bà sao nha à, các bạn tốt đi coi ô oh, bạn gấu túc nè lo bạn nghe bạn cấu túc được 75% phần trăm luôn rồi à. Ê, bây giờ cái gì mà mình sẽ ý có cái dòng gì nữa các bạn có cái hình gì nè mình sẽ vẽ theo cái, cái cái cái, sơ sơ đó nha rồi vẽ theo hướng dẫn các bạn mới bay đâu mất tiêu luôn á <laughs> mình sẽ vẽ cái vòng tròn thử coi nha Ờ, à, cái gì vậy quá wow, đúng rồi các bạn ơi vẽ cái vòng tròn là, là nó 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 gớt xuống đây là nó bảo vệ hai bạn này nè ông không có bay vào được nha <laughs> yeah hai sao thôi các bạn ơi yeah. rồi tiếp theo bỏ qua nha bây giờ đó là bây giờ um, mình sẽ vẽ cái dòng vậy nó bay đâu nha các bạn ấy trời cái gì vậy lắc <laughs> lư nó, nó nó, bay vậy ông mới ra ủa cái gì vậy sao ông không ra ta ờ vẽ hai hai lần rồi các bạn ơi dễ được hai lần ông ra chết hai bạn này luôn rồi bạn này rớt mương luôn rồi bây giờ mình sẽ vẽ cao lên thử vậy nha qua wow. y đó đó, đó. Oh, các bạn ơi nước chồng xuống rồi dòng lên nha để coi ít ổn gì còn vẽ được một lần nữa nha các bạn đó ở trên dưới bảo vệ rồi ông không bay bay vào được nha các bạn không nó bay đi đó đó không oh, đẩy không không mà không, không qua được các bạn ơi. yeah với thắng nha <laughs> mở có một sao đó các bạn ơi bó tay luôn một sao à tiếp theo Ồ oh, bạn có túc nè ơi oh cái gì vậy chớp 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 bỏ qua nha rồi cái gì đây ờ, hai bạn nằm gì hai bạn nằm bị ngược các bạn ơi <laughs> hai bạn này làm bị ngược đó ơi cái gì vậy ồ oh. mình vẽ vậy cái cái, cái nó, 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 lật ngược lại cái ông nó, nó ở dưới các bạn ơi mình bay lên trên chiến <laughs> yeah. thắng nha bả sao luôn nha các bạn yeah heo Wow, cái gì mà cái gì ta đỏ, đỏ bên đây vậy ta mình sẽ dễ như thế này nha hả thành uh, mấy nhà nha các bạn ở dễ an toàn nhưng mà này có dễ dễ các bạn ơi mặc dù nó có đỏ đỏ hai bên nè nhưng mà dễ ạ kìa à. <laughs> yeah, thắng nha <đây> các bạn ba <laughs> sao luôn nha